Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai từ trên cả nước đã xem kênh Cuộc Sống Kinh Đô Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình ba phôi mai tứ quý tại bãi kiển của anh Tính. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Tính, ủng hộ kênh Cuộc Sống Kinh Đô Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị nha. Dạ em xin chào anh Tính rồi. Dạ em chào chị Hương. Hôm nay cũng trễ ha, con lên clip 3 cây ha cô chú anh chị. Về 3 cây lên 3 cây ha, có nhiều chơi nhiều ha. Con ở thị trấn 1000 huyện Châu Đà Na tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại con là 0799 777 775. Dạ rồi, cây mai mã số 1 cây tứ quý ha, phôi tứ quý lùng lực ha cô chú anh chị. Đới cực kỳ đẹp ha. Ngoài sổ dữ lắm ha cô chú anh chị. Đó, để nó gói gọn 2-3 lớp ha. Rồi, con vô thông số luôn nha. Dạ. Cốt cành thì đẹp. Chiều cao là 100. Hoành được 45 ha. Rồi cái này có điểm sẹo chân chỗ tay con ha, đưa vô nha. Dạ. Này, sẹo cuốn mép ha. Dạ sổ nôm được 45 ha cô chú anh chị. Rồi tổng hoành đế cái này là khoảng là 250 ha. À, cái thoát thằng cái gì? Dạ thoát thằng 25. Rồi cây tứ quý mã số 1 đầu tiên, cây này con giao lưu giá là 45 triệu ha. Cái này cũng một cốt dốc nữa nha cô chú anh chị. Ừ, cái giá nó hơi cao rồi cô chú anh chị xem được thì mình chơi ha, còn không thôi thì cho em xin một lượt đăng ký kênh là được ha. Có gì cô chú anh chị thích thì mình chơi ha, tiền ai còn của người đó ha cô chú anh chị. À, cây đẹp ha, giá cũng cao. Dạ. Cây sau thì em báo như vậy ha. Rồi. Dạ rồi. Rồi cây số 2. Rồi cây này được cái là sát lớn ha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình cắt lại ha. Đế nói chung là đế nó bỏ cũng khá thôi chứ nó không được đẹp cho lắm ha. À, củ thì củ nở. Rồi. Chiều cao là 93. Hoành là 50. Dạ. Đường kính bầu là 80. Rồi cây này em giao lưu giá là 15 triệu ha. Em bao ship 200 cây số ha. Dạ, đế cũng khá đế nha cô chú. À, được cái hoành lớn rồi cốt cũng cốt trực, cốt cạnh cũng có ha. Dạ. Đó, 15 triệu cho cây số 2. Dạ, rồi tiếp theo cây số 3. Cây khủng nhất clip ngày hôm nay luôn ha. Sổ chân dài tới nách luôn nha cô chú anh chị. Cây nằm trong cái học hồi xưa ha. Dạ. À, đỉnh lắc ngay tâm thôi cô chú anh chị. À, để thì sổ 2-3 lớp luôn. Cây này ở ngoài rất dữ ha. Rồi em vô thông số luôn đi, rồi chút xíu nữa nó có ưu điểm khuyết điểm gì em sẽ báo cáo sau ha. Dạ chiều cao cây này tầm 1,5 m chị ơi. Dạ. Đế sổ là 70. Rồi. Cây này có một cái khuyết điểm đây. Cái vết sẹo ha. Nó cũng cuốn mép ha cô chú anh chị. Nó cuốn mép ha, chứ ở bên đây. Đây. Cắt này khoảng mặt sẹo này khoảng 1 tấc ha. Rồi anh em mình đã xử lý xong ha cô chú anh chị. Rồi, với cọng rễ này một cái. Đây, cọng rễ này đây cũng sẹo. Tại cây lớn tiền ha, sẹo chỗ nào thì em báo chỗ đó nha. Đó, nhặt cái là cây này cây cổ ha. Già cây lắm, cây già rồi. Đó, sẹo ha. Cốt cạnh có nha cô chú chị. Anh em mình xử lý bích lại hết ha cô chú anh chị. Cốt cạnh thì đỉnh lắc cây tâm ha. Rồi. Sổ mà cọng rễ bự bự không mà cô chú anh chị. Dạ, để lộn phía trong rất là dữ luôn. Cây này là để em đo cái đường kính bầu rồi em nhân lên luôn ha. Cây này tại vì để tới đâu thì bầu nằm ngay đó luôn. Rồi cây này nội đế chắc khoảng 280 cô chú anh chị. Dạ. Được kính bầu gần 1 m ha. Rồi cây mai tứ quý mã số 3. Em giao lưu giá là 125 triệu ha. Cô chú anh chị có thấy được thì alo ủng hộ em ha. Còn không được thì cho xem đi, rồi cho một đăng ký kênh với chủ kênh là cũng mừng ha. Hôm nay về được 3 cây giao lưu nhanh lẹ 3 cây ha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giúp em nha quý cô chú anh chị nha. À. Rồi cây tứ quý số 3 cũng là kết thúc clip ha. Dạ.
em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xin để xem hết clip của em chân thành cảm ơn ạ. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.